cực kỳ ngã lên các bạn ạ. Đây cô niêu lương, cháo lương bún bò, đặc sản nhất là niêu lương các bạn, niêu lương tuyệt vời lắm. Bật bọc cho em này, đây là bài vào thăm quân quán nha, rất đông khách các bạn. Nhưng mà tầm này thì khách nó không ăn thì mình mới quay được, chứ khách nó ăn mình quay nó ngại, cho ăn không ngon miệng nha. Quay các bạn chỉ biểu các bạn cái quán cháo lương, niêu lương tất kỳ nghệ ăn, đặc sản xứ Nghệ này. Đây cái nước chai xanh này, chai xanh xứ Nghệ các bạn. Mình gọi lúc này là nhiều rất nhiều khách, nhưng mà quay thì nó ngại, khách là nó không ngon miệng. Đây địa chỉ trung tâm mà người ta kỳ ngã luôn á. Bạn có gì mình ghé qua đây mà ăn thử một súp lương nha. Khu nấu nướng riêng này rất hợp vệ sinh các bạn ạ. Khu nấu nướng riêng này, khu nhà ở riêng. Bây giờ mình vào mình ăn súp lương, mình review cho các bạn xem này. Mình bỏ cái cuốn đây. Đây là hầu như là rất nhiều cuốn niêu lương, nhưng mà đây là rất đông khách các bạn, vì có cái vị riêng nên rất nhiều khách cho hàng đến ăn. Và thưởng thức nha, mời các bạn vào thưởng thức cùng mình nha. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.